Chiều tối ngày 19 tháng 7, 2020, một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra trên đường DT741, đoạn qua ấp 2 xã Tân Lộc, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe máy tông một xe máy khác qua đường thiếu quan sát khiến 3 người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, Lữ Thị Kim Anh, 19 tuổi, điều khiển xe máy mang biển số 93B2-34043 chở phía sau Nguyễn Thị Hồng Thắm, 18 tuổi, cả hai cùng quê Thanh Hóa, lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Xoài, Bình Phước. Đến đoạn chợ Tân Lập, do điều khiển xe máy trong điều kiện trời mưa hạn chế tầm quan sát nên khi phát hiện, bà Vũ Thị Lụa, 44 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, điều khiển xe máy mang biển số 93Z10479, bất ngờ qua đường không quan sát khiến chị Thắm đã không kịp xử lý, tông trực diện xe máy vào xe máy của bà Lụa. Cú tông mạnh khiến cả ba người trên xe máy văng ra ngoài bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, cả hai phương tiện hư hỏng. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Đồng Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.